Dạ, em xin chào tất cả các cầu thủ đã quay trở lại với video mới của em. Thì ngày hôm nay em có bất ngờ đến các anh. Đây, cuối tuần này các anh chịu khó xem hết video giúp em nha. Những cái cần hôm nay là ngon, bổ, rẻ. Em có cần tay lóng ngắn nè, một cây ISO lóng ngắn nè. Hôm nay em lên 3 thể loại cần câu cho mình. Cần câu tay, ISO khen lớn và ISO khen bé. ISO khen bé hôm nay là xả luôn, lô mới luôn nha. Rồi, thì giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình giúp em. Và anh nào đặt một sản phẩm chuyển khoản thanh toán hoặc là hai sản phẩm trở lên thì em sẽ bao ship cho mình. Đầu tiên thì em lên cho các anh một cây cần này đẹp trước tiên luôn. Đây. Các anh đang theo dõi kênh em, ủng hộ giúp em lượt like, lượt chia sẻ kênh với nha các anh nha. Rồi, ok, cây đầu tiên là một cây cần câu tay nha. Cần tay lóng ngắn, các anh xem cái màu nó rất là đẹp. Các anh xem. Màu này hiếm có luôn ha. Vừa đẹp vừa hiếm có. Chiều dài cần 3m6, nó ghi hiện tại ở đây là 8 lóng. Hàng thì sản xuất là tại Made in Korea. Hàng carbon nha, bên dưới nó có một cái khoen để các anh buộc bảo hiểm nè. Hàng bãi Nhật còn đẹp luôn, tay cầm được làm nhám, nắp chụp đẹp nè. Đảm bảo các anh đem ra ngoài là không đụng hàng bất kỳ một ai luôn, cái màu này rất đẹp rồi. Đấy, một mẫu lóng ngắn ha. Rồi em cho các anh xem chi tiết, cái đầu nó nè, đẹp chưa? Ngọn đặc, rất là đẹp, sáng, nhẹ, thẳng. Giá ưu đại luôn các anh, hôm nay em để giá cái này ưu đại cho các anh luôn, mở bát ha. Rất là thẳng, độ cứng của nó là 3H nha. Chiều dài 3m6, cứng 3H. Thu gọn lóng là đây, đo trực tiếp trên đây cho các anh biết luôn. Thu gọn lóng của cây này là nè, hơn 54cm nha, đó tầm đây. Ok. Cho em mã số 1, em bán giá cây này là 500.000. 500.000 mở bát nha. Anh nào ưng mẫu sản phẩm này thì nhanh tay đặt hàng bên em. Cái này ngọn 0.6 ly, trọng lượng là 74g các anh, 74g. Giá bán là 500. Rồi sang mã số 2, gửi đến các anh một cái ISO khen bé, ngon bộ rẻ luôn. Cái này em để giá này thì em cũng tự bất ngờ luôn nha các anh. Cái này thì nó dính nhiều vảy cá. Em mới lau chùi sơ qua thôi, về các anh chịu khó cạo ra vệ sinh lại. Cái này ngon lành. Đây, của thương hiệu Suzumi, một cái ISO khen bé dài 3m6, 3m6 lóng ngắn. Thu gọn hiện tại chỉ có 57cm thôi. Hàng nội địa Nhật Bản có tem vàng nha. Bên ngoài thì nó hơi nhấp nháp nhưng mà bên trong đẹp. Nè, đế nguyên vẹn có thể thoảng ra thoải mái. ISO nha, chất liệu carbon. Bát Fuji, khuyến Fuji đều là hàng Nhật hết. Rồi, đây em mời các xem nè. Phôi bên trong sáng là thấy chưa? Đấy. Một lô ISO cho mình. Ở đây là cái phần lóng thứ ba là nó sẽ có đóng semi chống nổ. Theo nhà thiết kế thì nó làm như vậy các. Đây, nó làm như vậy ha, cái phần này. Rồi. Bên trên có hai khuyên chạy, các anh xem nè, đẹp luôn nha. Phôi sẵn nè. Màu sơn chủ đạo là màu ghi. Đấy. Ngon lành, thẳng tắp, cứng đẹp. Cái này về câu tráp hay nâu gì thoải mái đi câu bè các anh nha. Cái này em cho nó là độ cứng cứng 3. Ngon lành rồi cái này. Cứng 3 ngon lành. Quá thẳng, quá đẹp. Độ cứng 2, 3 gì đó. Nói chung là cứng cao, chứ không phải là cứng từ 1 độ xuống nha. Rồi. Cái cần này ngọn 1.3 ly, trọng lượng 127g. Giá bán là 200k. Cho em mã số 2, 200.000 nha. Cái giá đó là giá thật nha các anh, em không bán điều. Cây cần tiếp theo là một cây khoen lớn. Khoen lớn thì là một cây ISO khoen lớn nha các anh. Đây, cây này thì nó có tổng là 3 lóng cho mình. Của thương hiệu Suzumi các anh. Suzumi nội địa Nhật Bản luôn. Này, nó vẫn còn tem vàng nè. Đấy. Có cái gì cái tem cảnh báo nha. Cái này đẹp luôn các anh. Vừa nhẹ vừa đẹp. Chiều dài 2m4. Ngọn cần là 2.3 ly nè. Dàn khoen bát Fuji hết luôn. Đấy. Ngon lành. Hôm nay tha hồ lửa luôn. Lửa cần luôn. Cái này cứng 15 nha các anh. 2m4 cứng 15. Chuyên câu ao hồ sông suối đều được nè. Câu đơn câu ngâm. Đó, ngâm trùm nho. Đi câu bè cũng được. Cái này ngọn 2.3, trọng lượng 117g. Giá bán là 390. Mã số 3, cần carbon 390k. Xe mã 4. Một cây Shimano Holiday Spin. Dài 3m6 cứng 15. Tem vàng đây. Đấy. Đẹp luôn nha, cũng còn đẹp luôn. Xước xước thì có điểm xước thôi, nhưng mà nước sơn là sáng bóng liền. Bát Fuji số 7 nè, Shimano nè các anh.
à, kem khoen còn ngon lành thôi. Khoen bát cũng càng ngon lành hết nha. Phôi carbon sẵn toàn thân, độ mới còn khá cao nè. Rồi ok, lên giá phải chăng cho cái mua về dùng luôn nha. Cái này ngọn 2.2 ly, trọng lượng 216g, giá bán cái này là 680. Shimano ạ, 36 cứng 15, hàng nội địa Nhật Bản nha. Mã số là 4680.000. Hôm nay thì đi siêu thị. Cây cần tiếp theo là một cây 36 Black Spin của thương hiệu Olympic các anh. Cái này thuộc dòng súp lợ nè. Ha. Đơn ngâm lăng xê đánh được nè. Olympic. Màu đây, màu như trong video các anh đang thấy nha. Gọi là màu gì đây? Màu nâu vàng đi, nâu và màu vàng. Chiều dài 36, bát Fuji nè, bát số 7 nè, ha. Dàn khoen Fuji hết. Bên trên hai khoen chạy, ngọn sẵn toàn thân. Ngon lành luôn. Đấy. Cái này độ cứng 20 các anh. 36 cứng 20, dòng ISO khoen lớn, mẫu cần câu đúc thông dụng luôn. Câu đơn ngâm lăng xê. Ngọn 2.3 ly, trọng lượng nhẹ, chỉ có 241g thôi. Giá bán em này sẽ là 590 nè. Ha. Olympic Nhật, mã số 5, giá 590. Em sẽ mã 6, gửi đến canh một cây cần của thương hiệu Perdomardine, chất liệu carbon ha. Chiều dài 2m4, cứng 20, tay cầm được làm mút nè. Bát hạng, khoen hạng luôn các anh. Cái này sở hữu khoen bát là khoen bát hạng. Còn chất liệu của cần là carbon, carbon Nhật Bản. Nước sơn bóng, còn sáng. Cái này thì lóng thứ hai nó sẽ có vài điểm nổi bọt li ti như vậy. Đây này, các anh nhìn theo ngón tay của em ha. Đó. Ít thôi, không sao. Cần ra thẳng đẹp, độ cứng khá ổn định. 2m4 cứng 20, góc rất là nhỏ, dễ cầm lắm các anh. Cực kỳ nhỏ luôn. Đây. Rồi. Ngọn cần 2.7, trọng lượng 170g. Em bán cái này chỉ có 380k. Mã số 6, 380. Rồi, sang mã 7. Mã số 7 là một cây dài 4m2. 4m2. Đây, Ultra Multirod của thương hiệu Crossover. Crossover. Hàng này nó có một cái tem vàng ở đằng sau này. Cây này thì hình như là của Trung Quốc này nha. China xuất Nhật. Tất cả đều là bãi Nhật về hết cả. Bát chính hãng của nó này, bát Haibo này, bát China này, bát China xuất Nhật nè. Rồi, keo chỉ cuốn đầy đủ. Dàn khoen của nó là dàn khoen hàng luôn các. Cái này nguyên bản của nó luôn nha. Có sứ nè. Câu cụ nhưng mà cái khoen còn chắc chắn. Còn phôi là chắc chắn cho các anh là carbon rồi. Tránh xa điện giúp em nha. Cái này câu điện giật chết. Đó, nè, nước sơn bóng sáng luôn và không bị xước luôn các anh. Cái này sơn quá đẹp rồi. Ra rất là thẳng nha. Rồi, em sẽ báo độ cứng của nó là độ cứng của cần ISO. Thì sẽ là đôi khoảng chừng là số 5. Cái này tầm cứng số 5 được đấy các anh. 4-5 được đấy. Ha. Chiều dài cần là 4m2 nè. Ngọn 2.3 ly, trọng lượng 288g. Giá bán là 390.000. Quá rẻ. 246, cái này mã số 7, 390. Rồi mã số 8, em có một cây khá là ổn định luôn. Ngon bộ rẻ tiếp theo. Thương hiệu Wit. Đây, Wit nha. Mitty dài 5m3, độ cứng 4. Cái này hàng là sản xuất là tại China xuất Nhật luôn các. Nè, tem nè, cảnh báo ha, nhưng mà các anh xem nha. Rồi, đế ngon lành, tay cầm khá ổn định luôn. Bát vẫn Fuji nè. Đây, bát Fuji ha. Bát này thì câu tới khi nào mà cây cần nó gãy cái bát cũng không hư luôn. Rồi, nắp chụp Fuji đi kèm và dàn khoen Fuji. Khoen Fuji nha. Còn đẹp luôn nè. Sứ mài tròn quá tuyệt vời. Bên trên có 3 khoen chạy. Đó, nước sơn là màu bạc nha các anh nha, màu bạc và còn bóng đẹp luôn. Chất lượng cao luôn. Khoen cái là khoen chạy nè các anh. À, đẹp luôn, quá đẹp. Đài rất là thẳng. Rồi, cái này thì các anh đánh cá lớn thì ngon nha. 5m3 cứng 4. Ngọn cần 1.9 ly, trọng lượng là 432g. Giá bán là 830k. Mã cần số 8, 830. Rồi sang số 9. Số 9 là cần câu tay đơn đài các anh. Đây, nhỏ gọn này.
câu rô giết chép rô phi tự nhiên là lấy cây này ngon. Đây, một cây qua tích capo của thương hiệu Wet Now. Nó in cái chữ W ở trên đây. Cái cần này dài là 3m6. Olympic á, anh em nhầm rồi. Em tưởng Wet Now, ai ngờ Olympic luôn nha. Có tem nè, đầy đủ Olympic luôn. Rồi, góc nhỏ dễ cầm, tay cầm nhỏ dễ cầm luôn. Tay cầm được cuốn chị ha. Cái này độ cứng là khoảng 3.5H. Ở đây có xước nhẹ tí. Còn nước sơn thì nó bóng. Có nắp chụp đi kèm luôn. Thì các anh mua những cái cần ở đây cho của em á, thì em sẽ hỗ trợ đầy đủ nắp chụp cho các anh nha. Cho nên các anh cứ yên tâm. Rồi, đầu nè, đầu dù có nè. Ngọn cần là ngọn đặc ha. Đó, ngọn rất là dài luôn. Dài ra ngoài kia, dài gần mét rồi. Cần này dài 36, có tổng cộng là 4 lóng ca. Đó, cũng khá đẹp ha. Không lỗi lầm nha. Em có kiểm tra đầy đủ rồi. Các anh cứ về các anh kiểm tra thêm một lần. Được quyền kiểm tra mà, bên em giao hàng. Cái này ngọn 0.7, trọng lượng là 77g ạ. Rất là nhẹ nha. 36. Em bán giá cái này là 650.000. Mã cần câu số 9, 650. Rồi, sang mã 10. Cái này còn ngon lành nữa, cái này quá đẹp. Cái này đi kèm một cái túi vải nhung nha. Đây, một cây Rozon Carbon hàng nội địa Nhật Bản. Chiều dài cần 4m5. Hàng có tem vàng đằng sau. Độ cứng 3H ca. Tay cầm là nhỏ luôn. Này nó nhỏ lắm ca. Rất là nhỏ. Cuốn chỉ dây mây rất là đẹp. Độ mới cao. 4m5 cứng 3H. Đây. Có đầu. Đầu dù nè. Ngọn đẹp nè. Sáng nè. Tháp Long Phụng tại đây nè. Ha. Có tháp Long Phụng cho cây ca. Sáng đẹp, góc nhỏ dễ cầm. Về vẫy rô giết, câu rô giết chép phi tự nhiên. Cái này ngọn 0.8 ly. Trọng lượng cần là 100g ạ. 4m5 100g. Có thể câu suối được rồi, nhẹ tay rồi. Cái cần này cho em mã số là 10 nha. Đúng rồi ạ. Mã số 10. Giá bán là 890k. Cái này đẹp nha, rất đẹp. Mã số 10, 890. Mã 11. Em gửi đến cánh một cây 5m4. Cây này có tổng 6 lóng này. Một cây siêu willing. Hàng Nhật vẫn có tem luôn. Rồi, tay cầm của nó thì nó được làm bằng làm nhám. Nó làm nhám ở đây. Còn phần đế của nó đây. Đế của nó thì hồi nãy nó dán băng keo. Em xé băng keo ra rồi. Ha. Hiện tại đế nó như vậy. Nước sơn đẹp luôn. Quá đẹp. Đây có mắt nước sơn nhẹ tí. Không sao đâu. Càng không lỗi là được. Hàng bãi Nhật có này có kia ca. Ngọn đặc đẹp luôn này, ngọn rất là đẹp ha. Sợi thủy tinh đặc đó các anh, trong lóng đẹp, màu ghi, màu đỏ, màu đen, màu vàng, nó nhiều thứ màu luôn. Đấy, đẹp nha, sáng bóng luôn, quá ok cho cây này. Đấy, quan trọng là các anh tìm cái độ cứng hay là chiều dài thôi. Căn này dài 5m4, độ cứng là 3H. Ngọn 0.8 ly, trọng lượng 152g. Giá bán là 690. Mã số 11, 690k. Xe 12 là một cây cần carbon dạ văn trúc nha. Cần câu tay. Dài 4m5, cứng 5H. Hàng Nhật Bản có tem vàng. Tay cầm cuốn chị nè. Và cuốn thêm dây mây ở đây ha. Cái này cứng 5H ca. Ngọn của cần là ngọn carbon. Carbon sẵn. Cái này về câu dịch vụ tự nhiên cũng được. Cần câu tay đơn đài. Sẵn hết. Sẵn toàn thân. Ra rất là thẳng nha các anh. Độ cứng là cao. Độ cứng 5H. Đường kính ngọn 1.4 ly. Trọng lượng cái này là 140g các anh. Em bán giá là 650. Cho em mã số là mã 12, 650.000. Rồi sang 13, em có một cây Gold Feeling dài 6m3 các anh. Ha, 6m3 hàng nội đi Nhật Bản luôn. Này, tay cầm của nó cái chị đây hơi xấu một tí xíu. Các anh về lấy băng keo dán lại ha. Để che lại thôi. Ngoại hình tương đối. Còn bên trong thì nó dính bụi. Dính bụi các anh. Em chưa kịp vệ sinh. Dính bụi, dính cát á. Hàng không lỗi nha. Dính bụi thôi. Ngọn cần đây. Ngọn đặc nè.
Đấy, nguyên cái ngọn quá ngon lành. Ngọn đặc thì nó rất là khó gãy các anh ha. Ngọn đặc nó khó gãy hơn ngọn carbon. Ngọn carbon câu không đúng kỹ thuật nó dễ gãy hơn. Đó, nói như vậy nha. Cái này ngọn 0.8 ly, trọng lượng là 274 g, có độ cứng là tầm 4-5H, từ 4-5H. Mã 13 giá là 790, 13-790.000 cho cây 6m3 nha. Rồi sang 14, em có một cây cần tay Hedabuna bản Kodia xuất Nhật này các. Hả? Cái này bản Tiger đây, bản Tiger. Cái cần này 5m4, độ cứng là 5H. Cứng vượt nha các, cứng vượt 5H. Phôi carbon xoắn toàn thân, có nắp chụp đi kèm. Ngọn xoắn và ngọn màu đen nha. Ngọn cái này là nước sơn màu đen. Thân lóng màu đen bên trong. Xuống dưới đây thì nó sẽ là màu ghi. Đó. Màu vàng, đen, ghi. Rồi. Cái này độ cứng cao và độ mới cao luôn các. Cần thì có ngọn là 1.3. Trọng lượng là 168 g. Giá bán 900. Mã số 14 900.000. Rồi sang 15 nha. Em gửi đến cánh một cây 7m2, một cây vạn năng 7m2. Đây. Lóng cũng khá ngắn thôi các anh. 7m2 thường nó ngắn, nó dài, nhưng mà lóng cây này hiện tại là nó vừa thôi, nó không có ngắn, không có dài quá luôn. Cái này hiện tại chỉ có 1m01 thôi các anh. Cho cây này thu gọn là 1m thôi. Dài là 7m2. Độ cứng hả? Chưa, để lát em xem như nào. Quên đo độ cứng rồi. Rồi ok. Đây. Ngọn carbon xoắn, nước sơn là màu nâu luôn nha. Độ mới thì nó, các anh xem, nó có mờ mờ bóng bóng, à, cái này dính bụi cần là nhiều ha. Mình lâu bóng lại là nó cũng bóng đó, đẹp đẹp đó. 7m2 luôn các anh, đó, cái màu của nó sẽ như vậy ha. Nó vô là như vậy, lâu lại. Nó kiểu nó ám trắng trắng theo thời gian đó các anh. Rồi. Độ cứng cây này là cái này được 6H, 72 6H. Rồi em đọc thông số nha. Trọng lượng của em này là 450 g đó các anh. Cái này 450. Anh nào có sức thì mình cầm ha. Ngọn là 1.7 ly. Gốc nhỏ thôi, không to đâu. Gốc cái này chỉ là 25 nè ha. Rồi. Em bán giá là 950, 7m2. Cho em mã 15, 950.000. Rồi, sang 16. Em có một cây 8m1. Đây, 8m1 ha, cũng là lóng ngắn thôi. Lóng này nó hình như nó dài hơn cây 7m2 một ít thôi ạ. À. Cho nó 1m gần 1m1 đi. Đây. Rồi, cây 8m1. Cây vạn năng 8m1 luôn nha. Chữ hơi mờ ở đây. Có tem rồi nè. Rồi, cây này thì độ cứng tầm 5H ca. Tay cầm của nó là người dùng họ dán băng keo để làm tay cầm nè. 8m1 5H. Có nắp chụp đi kèm luôn nè. Nắp chụp gỗ. Đây, ngọn nè. Ngọn của nó sơn phụ vô tùm lum la đây các. Đây. Phá. Đây, sơn trắng ở đây trên đây. Nó có màu sâu sâu trên này tí xíu. Nhưng mà ngọn ngon nha. Gốc ngọn còn ngon lành luôn. Nói chung là cần nó theo thời gian thôi. Mỗi loại cần về cây nào nó cũng vậy mà. Có này có kia. À, không lội các anh. À, đảm bảo các anh không lội. Nước sơn bên dưới nó còn bóng luôn nè. Đấy. Thấy chưa? Rồi. Cây này 8M1 và 5H các anh. Em đọc thông số nha. Đường kính ngọn 1.8 ly. Trọng lượng là 494 g. Gốc của nó là 29.7. Giá bán cây này sẽ là 1.150.000. Mã số là 17 nha. 16 à. Đúng rồi, 16 ca. Cho em mã 16. 1.150.000. 8m1. Rồi sang 17 gửi đến cánh một cây cần tay Hera carbon giả trúc. Ha, một cây carbon giả văn trúc. Cái cần này dài là 36, 39. Em nhầm 39 ha. 39 có đi kèm túi vải. Và phôi carbon giả văn trúc cho cây này. Này hiện tại không có nắp chụp các. Ngọn của cần là ngọn đặc ha.
này đẹp nè, phôi xoắn toàn thân đó, nó như vậy chắp khúc 4 lóng ạ. Cây này là dài 39, độ cứng 3H, ngọn 0.8 ly, trọng lượng là 94g, cần câu hay ra về gãy rô giết nha. Cây này giá bán là 650, mã số 17, 650.000. Em xem 18 là một cây đẹp và VIP luôn. Cây này là cũng là hàng nội địa Nhật Bản luôn nha, có tem vàng đầy đủ. Chiều dài của nó là 4m8, độ cứng tầm 3H. Siêu đẹp luôn, có đi kèm túi vải nắp chụp đầy đủ. Giả trúc ở đây nó có chích keo phủ keo lên này, nó vệt keo lên, nó nghệ nhân đó các. Mắt trúc nghệ nhân này. Có nắp chụp gỗ đi kèm luôn, đầy đủ. Rồi, tổng cộng là có 5 lóng. Các anh xem lóng ngọn. Cái này rất đẹp nha. Cái này đồ mới là nó cũng rơi tầm 95% đó các. Không lỗi lầm ha. Cái đít này em mời các anh xem. Đấy, đẹp chưa? Quá đẹp đi. Không bị mòn sơn luôn. Rồi. Cần này có ngọn 0.9 ly, trọng lượng 110g. Đến từ hãng Shimano. Cái cần này em bán giá là 1.686k nha. 1686. Mã số là 18 ạ. Rồi tiếp theo em xin phép lên cần ISO khen bé nha các anh nha. Một lô lận các anh, nhiều lắm ha. Này rất là nhiều. Đấy. Rồi ISO khen bé như thế nào? Để em giới thiệu cho các anh những nào chưa biết ha. ISO khen bé thì các anh có thể câu đơn đài trợ máy, tức có nghĩa là câu giống cần câu tay á, thì các anh trợ thêm con máy câu để mình dòng cá nó tốt hơn. Thay vì mình bo bằng chết giống như cần tay thì mình có máy câu nó bổ trợ, có cứ cho nó chạy, mình dòng nó sướng. Và đi câu gần, câu cạn nè ha, đi câu gần, câu cạn, có thể đi câu bè để tráp hanh nâu gì cũng được nha. Và canh thích canh hạ, tháo khoen hạ làm cần câu tay. Rồi. Cây đầu tiên của hãng Hit Advent, cây này bạn cô đi xuất thị trường Nhật nha. Chiều dài 4m5, độ cứng 2, chất liệu carbon nha. Cây này vẫn có một cái tem vàng đẹp. Bass Fuji FS7. Hàng cũng khá đẹp rồi. Có vài điểm nó chóc nước chóc cái phần lớp bóng 2K thôi. Không sao. Dàn khoen Bass Fuji hết nha. Hôm nay em lên hàng ngon cho các anh, cho nên các anh cứ việc chọn cần và độ cứng thôi các anh. Màu sắc nè. Thay vì nói chung là tùy các anh thôi. Nhiều người có thông tin nhiều, cần thông tin nhiều, nhiều người cần thông tin ít nha. Rồi, em báo như vậy. Rồi ra cần thẳng luôn nha. Thông số cần. Ngọn 1.7 ly, trọng lượng 219g. Giá bán là 480. Ê em nhầm, 430 thôi. Rất rẻ. Anh nào từng mua qua ISO các anh biết. Rồi cho em mã số 2468. Rồi, cho em mã 19 430k. 19430 nè. Rồi sang 20 nè. Cần dài 5m4, độ cứng 2. Cái này là của hãng Osaka Fishing. Còn một cái tem ở đằng sau. Bass Fuji FS6. Tay cầm của nó em chưa vệ sinh kịp, chưa lấy cái bàn chải trà được. Còn những cái phôi của cần thì em đã lau qua rồi nha. Khoen Bass Fuji hết. Bên trên là có 4 khoen chạy cho mình. Ngọn carbon xoắn nha. Đấy, nước sơn thì cũng đỡ. Cũng rơi tầm, cây này thì độ mới cũng rơi tầm cho nó 80% đi ha. Có chỗ đốm, có điểm bóng, chỗ điểm mờ. Kệ nó. Nó không lỗi lầm nha. Không lỗi. Các anh về chỉ việc câu thôi. 5m4, độ cứng 2. Ngọn 1.6 ly, trọng lượng 270g nha. Nếu mà hạ tay thì cũng được 3-4H nha. Cũng được 3H. Cái này giá bán 390.000. Ok. Mã 20 390. Sang 21 gửi đến các anh một cây 5m4, độ cứng 2, Awa Marine của thương hiệu Marine. Cái cần này là hàng sản xuất là tại Korea, xuất thị trường Nhật. Nó ghi có 6 lóng cho mình. Rồi, Bass Fuji nha. Em đọc Bass Fuji là các anh sẽ biết đến là cái bass của Nhật Bản nha các anh. Japan này. Rồi, khoen Fuji luôn. Để em quay cho nó nhanh tí. Hai khoen chạy cả. Ngọn của cần là ngọn rộng luôn. Ngọn rộng nhé. Carbon. Nước sơn thì như em đang quay cho các anh xem nó là màu gì thì đúng chính xác màu vậy. Cái này em không biết gọi màu thế nào nhỉ. Cho nó màu xám xanh đi ha. Xám xanh đi.
Rồi, 5m4 cứng 2. Cứng 2 dễ câu lắm các anh. Anh nào tập câu hoặc là câu chiên cũng dùng được. Ngọn 1.5 ly trọng lượng là 315 g. Giá bán là 390k. Mã số 21 309. Sang 22, em có một cây cần thương hiệu Vertex. Đây, Vertex. Chiều dài cần 5m3, độ cứng 2. Hàng có tem vàng nội địa Nhật Bản nè các anh. Bát Fuji, khuyên Fuji luôn ha. Đấy. Bên trên nó có bao khen chạy và ngọn cái này là ngọn đặt rồi. Đặt tháp Long Phụng à. Từ từ. Nghi ngờ nhân sinh tí. Cần này chắc là ngọn động hoặc là ngọn đặt tháp Long Phụng. Hơi khó kiểm tra một tí các anh. Hơi khó kiểm tra. Rồi, chỉ cần biết là cái độ cứng nó được rồi. 5m3 cứng 2. Đây, nước sơn bên trong bóng đẹp luôn ha. Bên trong là chấm điểm là 90% đó. Còn lóng ngà, lóng ngoài thì chấm điểm cho nó là 85 thôi. Rồi, cái này ngọn 1.4 ly trọng lượng là 300g các anh. Em bán giá là 430. Em quên mã số nữa rồi. 19, 20, 21, 22. Rồi, cho em mã cần 23, 430.000. Sang 24, em có một cây đai hoa dài và gốc to. Bởi vì cây này dài 6m3 lận các anh. Em đo cái gốc cho các anh biết nè. Này, gốc 26.3 nha. Rồi, đai hoa này các anh. Về sưu tâm nè. Đai hoa Speed Strip Capo dài 6m3, cứng 2. Thu gọn là 109cm, tổng là có 7 lóng. Nè, hàng nội địa Nhật có tem nè. Đây là cái tem gì ta? À, tem của shop hay sao đó. Tem của shop bên Nhật gì đó. Này, cũng khá là ổn rồi các anh. Xước nhẹ nhẹ không sao đâu. Bát Fuji FS7 nè. Đấy, ngon chưa? Dàn khoen Fuji hết luôn. Này, khoen cái của nó là có 4 chân lận ha. Cái khoen cái nó dày hơn ha. Này, hai khoen nó dày hơn. Thường là nó có 2 chân đây thôi. Đây nó có thêm 2 chân nữa. Này, 2 chân nữa nè nha. Rồi, cái cần có 3 khoen chạy bên trên. 3 khoen chạy. Nước sơn đẹp luôn nè. Ngon chưa? Đấy, bóng luôn rồi các anh ơi. Ok. Đấy, ngon lành ha. Có sức nhẹ nhẹ thôi, không sao. Một ít thôi. Rồi, nói chung là càng đẹp rồi. Quá đẹp. Và Nhật Bản luôn. Cái cần có ngọn 1.5 ly. Trọng lượng là 532 gram. Em để giá các anh là 790k. Đó, giá cực kỳ tốt. Ha. Quá thấp rồi, khách mặc cả em cây này là không nổi đâu nha. À, 20, 21, 23. Cho em mã 24 ạ. Đai hoa giá 790.000. Rồi sang 25 nha. Mã 25. Em có một cây 5m4 độ cứng 2. Cái cần này thì tổng là có 6 lóng cơ. Hàng có tem vàng nè, quá đẹp rồi. Cái này độ mới cao nè. Nội địa Nhật Bản. Bát Fuji, khuyên Fuji. Này, nước sơn quá là bóng ra. Cứng 2 luôn. Hôm nay nhiều cứng 2 nhờ. Đa phần cứng 2, cứng 3 không cá nơi. Hôm nay ngon lành đó. Ờ, những cây mà độ cứng thấp á, nhiều bác á, không dám chơi. Bởi vì nó rất là mềm. Ha. Những cây mà được cứng 0.6, 0.8, cứng 1. Nó mềm lắm cá. Anh nào chuyên nghiệp thì các anh mới câu được thôi. Rồi, cái này ngọn 1.5 ly, trọng lượng là 255 g, giá bán là 380k. 5m4 cứng 2 nè. Được một cây cần câu Nhật luôn, sẵn toàn thân khoen bá Fuji. Cho em mã 25. 308. Rồi sang mã 26, em gửi đến các anh một cây Rogip nha, carbon rod Rogip, chiều dài 5m4, độ cứng 3. Đó, anh nào mới tập câu lấy cái này, hoặc là anh nào câu chiên mà muốn câu cứng, câu bạo lực thì lấy cái này. 5m4 cứng 3 nha. Bát Fuji FS7. Không lỗi lầm. Khoen Fuji hết. Bên trên cần có 3 khoen chạy và chắc chắn cái ngọn của nó là ngọn carbon rồi. Này độ cứng cao mà. Đẹp nha. Cũng có xước lông mèo nhỏ nhỏ thôi các. Không sao. Này cái đèn nó hơi làm ống ánh tí. Đó. Vậy ha. Ít thôi các, không vấn đề gì. Da cần rất là thẳng.
ngọn 1.7 ly trọng lượng 290g, mã 26, giá 390k. 26 390. Rồi sang 27. Em gửi đến cái một cây thương hiệu Simex đây. Simex. Ở đây người dùng họ dán cái băng keo lấp lánh ở đây ha. Hai miếng băng keo lấp lánh. Căng dây 5m4, độ cứng 3. Bát gập Fuji. Bát này bát số 7 luôn ca. Bát to ha. Khoen Fuji đây. Để nó dán thêm một cái dạ quang ở đây nè ca. Rồi, có 3 khoen chạy luôn. Độ cứng 3. Những cái này hạ tay được 5H nha các anh. Mấy cây độ cứng 3 đó, hạ tay được 5H. Rồi, đẹp, ngon lành. Cái lóng thứ hai thì nó full màu. Lóng thứ ba thì bên trên có màu thôi. Cái này hạ tay ngon 56H có. Ngọn 1.7 ly trọng lượng là 327g, mã số 27, giá là 590k. 27 590. Rồi sang 28. 28 là có một cây khuyên bát hạng để giá rẻ cho các anh dùng. Căn dài 4m5, độ cứng 2. Sở hữu bát hạng. Đây một cây master dàn khuyên hạng. Đây khuyên hạng ha. Khuyên lóc á ca. Khuyên inox á. Bên trên nó có đến 4 khuyên chạy luôn. Cái này nó ghi độ cứng 2, ngọn carbon, ngọn cực kỳ dài, ngọn cái này là hơn 1m1. Quá dài. Nước sơn bóng đẹp. Này, đầu xanh, nước sơn là màu xám ha. Đấy, da càng thẳng tốt. Chất liệu carbon nha các anh. Ngon bộ đẻ luôn, cái này 290.000. Ngọn 1.7 ly trọng lượng 212g. Mã cần số 28, 290. Rồi sang 29. Mã 29 cũng vậy, có gửi đến cái một cây Rogip ha. Rogip cái này thì nó có xước đây. Nhưng mà cái này là hiếm. Vì sao? Dài 6m3, độ cứng 3. 6m3 luôn. Nó cũng có sử dụng ha. Chàng khoen Fuji hết. Còn 6m3 luôn, quá dài luôn. Cứng 3 luôn. Lại dài còn cứng cao nữa. Có sơ xước nha các anh nha. Có sơ xước ạ. À? Có thì em báo. Càng nó phải có sơ xước rồi. Nó qua sử dụng nhiều thì nó có. Đấy. À, có sơ xước. Nhưng mà giá tốt cho các anh. Rồi. Ngọn 1.9 ly trọng lượng 406g. Giá bán là 520.000. Cho em mã số 29, 520. Sang mã 30, em có một cây Daiwa. Daiwa. Cái căn này dài 5m3, độ cứng 2. Nè, có sơ xước nha. Khoen của nó là khoen chính hạng của cần là bên dưới này. Còn bên trên là nó đã được thay rồi các anh. Chắc nó bị mắc alo, nó thay cái alo khác với lại cái khoen Fuji là khoen chạy đây nè ha. Khoen Fuji nè. Còn đầu là đầu Fuji màu trắng nè. Bên dưới là cái khoen chính hạng của cần ha. Rồi, nè, phía dưới đẹp chưa? Nó giống một cây trúc vậy đó. Quay keo nè, cuốn dây mây nè. Bát đồng nè ha, bát này bát Fuji luôn các anh. Đó, có tem vàng ha. Ok, nó cần có sao bảo vệ các anh ơi. Ngọn là ngọn đặc sợi thủy tinh nè, bên trên nó hở cái màu trắng nè. Là nó là cái thủy tinh đặc á. Cái này cứng 2. Đó. Không lội lầm ha, cứ về câu thôi. Daiwa 5m3, độ cứng 2. Ngọn 1.4 ly, trọng lượng 257g. Giá bán là 390k. Mã 30, 390. Rồi sang 31, gửi đến canh một cây Shimano. Đây, Shimano này lâu rồi mới thấy nha. Đây, Shimano 2 Power X, chiều dài 5m4, độ cứng 2. Hàng nội địa Nhật Bản, có tem vàng nằm bên dưới đây. Bát còn nguyên vẹn nè, bát Fuji, chữ vàng, Fuji FS7. Chàng khoen Fuji hết luôn. Càng này là phôi sắn ít nha, em mời các xem nè. Ghê chưa? Này phôi nè, quá tuyệt. Rồi, bên trên nó có 3 khoen chạy. Ngọn carbon, sắn. Này, sắn ít từ lóng thứ hai đi xuống ha. Quá tuyệt vời. Cái phôi sắn ít.
giá cực kỳ tốt cho các anh luôn. Mấy cái này đó đáng lý ra nó cũng phải hơn 1 triệu nha, phải hơn 1 triệu. Những ngày hôm nay là em bán giá xạ cho mình hết đó các anh. Ngọn 1.6 ly trọng lượng 264 g, giá bán 750. Mã 31 750.000. Rồi sang 32 em gửi đến cái một cây nó giống Nissin. Cây này là của thương hiệu Madine. Tay cầm còn khá đẹp ha. Chiều dài cần là 5m4, độ cứng 1 các. Hàng nội địa Nhật Bản có tem vàng nha. Và bát gập Fuji FS6, keo chỉ còn tốt luôn nè. Cái này nó cảm giác lắm các anh ơi. Cái này khoen Fuji và cái ngọn của nó chắc nó thay ngọn rồi. Đây em cho các anh xem cái ngọn nè. Ngọn sợi thủy tinh Nhật luôn. Và cái ngọn của nó mềm lắm nha. Mình muốn biết mềm hay không á thì mình đừng có để cho cái khoen ở trên cái đầu nó lắc luôn á. Mình kéo cái khoen xuống ha, mình đo cái độ cứng thì nó mới chính xác được. Đó, thì nó đỡ lắc hơn. Nè, cái ngọn của nó lắc nè các anh. Đây là ngọn sợi thủy tinh đặc luôn đó. Đây em mời các anh xem nè. Màu trắng đục hết ha. Đó, trắng hết. Ngọn này chắc nó thay rồi. Còn phôi bên dưới thì vẫn còn nguyên hết nha. Nguyên vẹn hết. Này độ cứng bây giờ là độ cứng thấp á, chứ không phải là độ cứng 1 nữa. Cái thân thì độ cứng 1 chứ cái ngọn là độ cứng chắc độ cứng 0 á các anh. Anh nào muốn chơi thử không? Đây, độ cứng 0 á. Rồi cái này thì em để giá các anh 400 thôi ạ. Ha. 400.000. Chơi mã 32 nha. Rồi sang 33, em có cần cầu này dài bao nhiêu nhỉ? Này của thương hiệu Siêu Star, dài 6m3 các anh. Đây. Siêu Star dài 6m3, hàng nội địa Nhật Bản. Này hơi xấu tí. Xước và mắc nước sơn. Tay cầm của nó thì người dùng họ bo cái màn co ở đây rồi nha, rất là chắc tay. Bát gặp Fuji này hơi xấu tí. Này, chóc sơn đây. Không lỗi. Vặn câu bình thường. Cái phôi nè, các anh xem cái phôi nè, thấy phôi chưa? Không lỗi lắm, chỉ xấu cái sơn thôi. Đây. Bên trên là hai khuyên chạy ngọn đặc tháp Long Phụng tại đây. Cần này chắc độ cứng 2 các anh. Để em xem. Này nó xấu sơn thôi. Cứng cũng được 1.5 đến 2 đó ca. Khoảng đó nha. Câu cảm giác. Ngọn cần 1.1 ly trọng lượng 362 g. Cây này em bán 390. Cây này dài 6m3. Cho em mã 33, 390.000. Rồi sang 34, em có một cây Suzumi. Suzumi ạ. Cái cần này dài 4m5, độ cứng 1.5. Hàng này có tem vàng đầy đủ luôn. Bên dưới đế nó dính đất thôi. Cái này cái bát của nó mắc cái gập rồi. Em sẽ làm lại ha. Em sẽ lấy cái bát Fuji làm lại luôn. Còn khoen của nó là còn ngon hết. Dính bụi thôi ca. Cái này thì có 4 khoen chạy nè. Còn khoen bát Fuji hết nha. Ngon lành hết. Các anh xem cái ngọn nó nè. Dài kinh khủng luôn. Cái này dài 1m1 luôn cái ngọn. Cái này em sẽ chia ra cho các anh nha. 4m5 có tổng cộng là 4 lóng ca. 4 lóng. Cho nên cái lóng của nó dài lắm. Nước sơn bên trong là còn đẹp luôn nha. Và dàn khoen còn nguyên vẹn hết. Cái này ngọn 1.3 trọng lượng 188 g, giá bán 380. Số 34, 380.000. Rồi sang 35, em có một cây NFT. Đây, NFT. Chiều dài 4m5, độ cứng 1 nha. Đây là thương hiệu nội địa Nhật Bản, có tem vàng. Bát Fuji nè, còn nguyên nè. Cái này được cái nó nhẹ lắm các anh ơi. Nè, cầm nó rất là nhẹ. Đó, rất là nhẹ ha. Đó. Cái này trọng lượng là 133 g nha. 4m5 cứng 1, phôi sẵn văn, 2 da. NFT Power Loop. Đây ngọn là ngọn đặc. Bên dưới phôi carbon sẵn văn. Toàn thân luôn. Nước sơn đẹp nha. Cũng còn khá ổn. Căn này đường kính ngọn là 0.9 ly. Trọng lượng 133 g, giá bán là 890.000. Mã số 35, giá 890. Rồi 36 gửi đến cái cây cuối cùng nha. Cái này có đi kèm túi vải nè, Olympic nè. Đây, nó còn cái siêu chia sẻ nè của Olympic nè. Căn này phôi carbon xoắn ít 2 da.
chiều dài 5m4, độ cứng 2, bát đời cao, Fuji Stainless. Kêu chị nó như vậy. À, nó còn nguyên hết các anh, không lỗi lầm. Khoen Fuji luôn. Cái cần này có 3 khoen chạy bên trên và ngọn nó sẵn nè. Đẹp luôn nha. Nó có túi thì nó bảo quản cần nó tốt hơn nè. Nó đỡ xước hơn nè. Quá đẹp đi. Đấy. Lóng thứ hai nó có xước các anh. Lóng thứ hai này nó ẩu. Nó câu cá, nó chống cần xuống dưới đất. Này, mặt trên không có này, nó chống mặt này ha. Đó. À, tới đây là hết rồi ha. Lóng thứ ba thì đẹp. Đó, cái cần nó là như vậy. Ngọn 1.6 ly trọng lượng 255g, giá bán là 860.000. Rồi cho em mã cuối cùng nha. À, cái này cho em mã số là 37. 37 nha. À, 36 đi, 36. Giá bán 860.000. Rồi. Và anh nào đặt hàng thì vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình giúp em. Số điện thoại của em là 0357 76692. Chủ nhật thì các anh có thời gian, các anh chịu khó theo xem kỹ một những mẫu cần giúp em nha. Chứ nhiều khi em hẹn các anh thứ hai thì em mới gửi cho các anh xem hình ảnh được. Còn anh nào xem trên video thì em chốt trên video ha. Rồi, chúc anh buổi cuối tuần vui vẻ an lành nha. Xin chào tạm biệt.